Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Ford Territory 2023 Dium X có vô lăng bọc da cao cấp, còn bản Trend bọc mềm cao cấp. Cục đồng hồ digital 12.3 inch là một trong các điểm nhấn chính ở khu vực lái trên Ford Territory. Phương án Ford đầu tư mạnh tay ở phần công nghệ giúp Territory nặng ký hơn khi đặt lên bàn cân so sánh với nhiều đối thủ. Chiếc cần số quen thuộc kiểu truyền thống thay bằng núm xoay trông gọn gàng và hiện đại hơn hẳn. Xe được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái như chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, hệ thống kiểm soát tốc độ Cruise Control, Adaptive Control, phanh tay điện tử. Đáng tiếc, Ford Territory 2023 chưa có lấy chuyển số sau vô lăng. Ford Territory 2023 được trang bị màn hình giải trí 12.3 inch nối liền với cục đồng hồ kỹ thuật số, tạo thành một dải trải dài trên táp lô. Hai bản Titanium và Titanium X có âm thanh 8 loa, bản Trend 6 loa. Mẫu 5 chỗ gầm cao cũng được hỗ trợ đầy đủ các kết nối như USB, Apple CarPlay, Android Auto. Territory thế hệ mới sử dụng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió riêng cho hàng ghế phía sau. Đặc biệt, bản Titanium và Titanium X được lắp đặt thêm hệ thống lọc không khí giúp nâng cao chất lượng không khí bên trong xe. Một điểm cộng lớn khác ở Ford Territory 2023 là có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, mở ra trường nhìn thấy lớn lên đến 1224x714mm. Ngoài ra, xe còn có các tiện nghi khác như xà không dây, cửa kính điện một chạm ở tất cả các ghế, cửa kính chỉnh điện một chạm, khay hành lý cốp sau, mở cốp rảnh tay, đá cốp. Hệ thống an toàn Ford Territory 2023 được đánh giá cao khi có gói hỗ trợ lái nâng cao Ford Co-Pilot 360, bao gồm các tính năng cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường. Đặc biệt, hệ thống camera lùi hay toàn cảnh trên Territory đều rất nét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.